Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món ăn vặt nữa cũng rất là hot, được nhiều bạn trẻ yêu thích ha. Đó là món khoai lang lắc phô mai. Và để thực hiện cái món ăn vặt này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là một củ khoai lang khoảng 300g, còn đây là bột chiên giòn, 2 muỗng canh bột chiên giòn và 1 muỗng canh bột năng, cũng như là bột phô mai. Bột phô mai thì mình sẽ sử dụng là 1 muỗng canh bột phô mai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ăn này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ đi gọt khoai lang. Mình gọt bỏ vỏ. Khoai lang sau khi các bạn đã gọt vỏ và các bạn rửa sạch lại với nước, thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một thau nước muối. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối để mình ngâm khoai, cho nó hết cái phần mủ nhựa trên khoai ha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt khoai ra từng một miếng nhỏ. Rồi các bạn cắt khoai ra từng miếng như thế này. Sau đó các bạn sẽ ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Rồi bây giờ các bạn sẽ ngâm khoai trong nước muối pha loãng trong khoảng thời gian là 10 phút ha. Sau đó các bạn sẽ vớt ra và các bạn rửa sạch lại với nước, cho nó hết cái phần mủ nhựa ở trên khoai lang. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp một cái nồi nước như thế này để chúng ta luộc sơ cái phần khoai lang. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nước sôi ha. Sau khi nước đã sôi, bây giờ các bạn sẽ cho khoai lang vào và chúng ta sẽ luộc trong khoảng thời gian là 2 phút ha. Sau đó mình sẽ vớt ra. Rồi sau 2 phút chúng ta luộc khoai, bây giờ các bạn sẽ vớt ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hộp hoặc là một cái tô. Các bạn đợi cho khoai của mình nó nguội bớt. Sau đó các bạn sẽ cho khoai vào cái hộp. Sau đó các bạn cho hết cái phần bột chiên giòn và bột năng vào. Rồi sau đó các bạn sẽ đậy nắp lại và các bạn sẽ lắc đều để cho khoai của mình nó thấm bột ha. Rồi khoai của mình đã thấm hết bột rồi, bây giờ áo một lớp bột bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo lên và chúng ta chiên. Sau khi dầu đã nóng, bây giờ các bạn sẽ cho khoai vào và mình chiên ha. Khi khoai đã vàng thì các bạn sẽ vớt ra. Các bạn vớt ra giấy thấm dầu ha. Rồi ha, đây là khoai sau khi các bạn đã chiên giòn và các bạn vớt ra giấy thấm dầu cho nó lụt bớt cái lượng dầu. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hộp như thế này. Đó, các bạn sẽ cho khoai vào hộp. Tiếp theo các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh bột phô mai. Các bạn rưới đều lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại và các bạn sẽ lắc đều. Rồi khoai của mình đã áo được một cái lớp phô mai bên ngoài, như vậy là mình sẽ cho ra đĩa rồi mình thưởng thức ha. Món bánh này thì các bạn ăn khi nó còn nóng thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn, bởi vì lúc còn nóng thì nó vẫn còn giữ được cái độ giòn á. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong món khoai lang lắc phô mai.
Bây giờ mình sẽ ăn thử để cho các bạn có thể cảm nhận món ăn của mình như thế nào nha. Mình mời các bạn cùng thưởng thức. Rất là giòn luôn các bạn ơi. Lớp ngoài của khoai lang thì nó giòn, giòn lụm. Bên trong thì khoai nó bùi, kèm theo một cái lớp ngoài là phô mai ngọt ngọt, có một chút mặn mặn đó các bạn, nhưng mà thơm lắm, thơm cái mùi phô mai. Nói chung là ăn rất là ngon luôn. Và cái món này là ăn vặt là tuyệt vời luôn rồi ha. Mình ăn thử thêm miếng nữa. Ngon quá. Xem xong lúc này làm ngay các bạn ơi. Dễ làm. Trời mưa làm cái món này là ăn bá cháy không. Rồi mình chúc cho các bạn sẽ thành công với món khoai lang lắc phô mai này nhé. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích món ăn này của mình thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là để theo dõi nhiều clip mới nhất của mình. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng thực hiện. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo. Bye bye.